Chào mừng các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Rất nhiều khán giả đã yêu cầu mình làm về cây organ hiện đại, kiểu dáng trẻ trung, giá cả hợp lý mà còn phải có nhiều chức năng học tập vui chơi dành cho các bé, nhưng vẫn phải có đến từ nhiều thương hiệu uy tín. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn toàn bộ quá trình đập hộp K150 cây organ thích hợp nhất với toàn bộ tiêu chí của anh em yêu cầu. Nào, bắt đầu video thôi. Mang đàn K150 lên và khám phá thôi nào. Đàn có khối lượng 3,5kg nên rất nhẹ cho bạn mang đi chơi hoặc đến lớp nhạc. Khui thùng cùng mình nhé. Đây là bên trong và các phụ kiện của đàn được để ngay ngắn. K150 cùng với các phụ kiện theo đàn đã được lấy ra. Giá nhạc được sơn đen bọc cẩn thận bằng ni lông. Sách hướng dẫn giúp bạn dễ dàng tìm hiểu và sử dụng các chức năng. Phiếu bảo hành nhạc cụ chính hãng nhạc Kidman đến từ Minh Phụng Music với đầy đủ thông tin cả trước và sau. Đây là mặt trước và mặt sau của đàn. Mặt dưới của đàn để lắp 6 viên pin AA sử dụng khi bạn không có nguồn, rất tiện lợi. Đàn có kích thước dài rộng cao lần lượt là 90, 31 và 10 cm. Tổng thể của đàn vô cùng đẹp và cứng cáp nên anh em có thể yên tâm về chất lượng đàn. Hai miếng xốp ở hai đầu đàn vô cùng chắc chắn để tránh va đập trong quá trình vận chuyển và giảm hư hỏng loa. Đàn còn được bọc ni lông cẩn thận để tránh ẩm ướt do trời mưa. Lưu ý nhỏ là adapter sẽ được đặt trong miếng xốp bên trái của đàn. Đây là nguồn 9V bóc siêu đàn thôi. Đàn có hai màu đen trắng theo sở thích của bạn. Đặc biệt là khi sở hữu cho mình cây K150, các bạn sẽ được bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0% và quà tặng đến từ Minh Phụng Music dành cho khách hàng khi sở hữu K150, bao đàn da cao cấp Kidman và chấn đàn tiện lợi cho người chơi. Ngoài ra, các bạn có thể mua bao đàn đặc biệt phiên bản giới hạn dành cho K150 để tạo nét cá tính riêng của bạn với chất liệu vải cao cấp cùng khóa kéo chắc chắn. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nha. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.